cả mọi người, mọi người cùng hâm hoan với mình nhé. Chả có cái muốn chi mà nấu ăn được cả tuần cả tháng. Không, chỉ việc hâm đi hâm tài cái tuần nó chết rồi. Mỗi lần mà đi nấu thức ăn mất cả tiếng đồng hồ á, vừa quyết rửa dọn dẹp nấu nướng tiếng rưỡi luôn á. Thằng bữa trâu buồn ngủ đúng không? Tuần qua ngủ buồn. Tuần qua đi ăn qua đi màn tiền lắm. Ngủ tuần qua tỉnh ngủ. Chân lạnh lắm. Con nhớ gì chứ? Đang lúc mô mẹ đi ngủ mẹ cũng ôm thằng cà chua mà mẹ không ôm Quân đấy. Thầy vẫn yêu chưa quét nhà đây. Mai dạy cái đánh răng dưới mặt đi chuột kha liền cái đêm một phần liền đi luôn. Em hầu như là từ trên giường ngắn xuống đất thì cho cả chú hiểu đánh răng dưới mặt xong lại ngồi ở đây. Chỉ trừ lúc mô mà em đi nấu cơm hoặc là em đi nộp video em mới làm. Thầy sẽ mai dạy là uống một cốc nước ấm này. Tức là đánh răng dưới mặt xuống này, chuột ăn mấy cơm nguội với lạc này. Kha này, viền mu phân này, xuống đầu mà này, viền tắm này, sát quần áo này, xuống rồi đi xuống đây này, cắm cơm xuống rồi đi xuống đây này, đi cắm cơm rồi, chờ viền chỉ nấu rau, luộc rau. Nói chung mình làm hay lắm nhỉ, chôn mã luôn trong nhà luôn, không biết ở luôn.
thơm lắm mọi người. Thấy cái bà thù sao này, em thù sao ơi hả? Mấy cái sợ ba đầu tàu bụng cám nhiều đây, nó đang có 32 cái đây chứ ngủ má của em riêng cái cảm nên cứ lên hết rồi nè, lại lên đây lại lên bên đây khổ. Mình nói thành xong cái bình hoan dành cho mọi người. Cảm ơn.